Ok, và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Fireman. Và ở đây mình sẽ review một khẩu súng mới là M4A1 Silent Custom. Mày là do, mày đừng là do, tao là do, tao sẽ giết tụi mày. Do, chết chung rồi, chết rồi. Đu, nhảy qua đó à, nhảy qua đó, bố nhảy qua, mày. Ủa đâu rồi? Vãi. Ui, đừng có bắn tao, đừng có bắn tao mà. Sao mạng như cất vậy? Địt. Mạng bị sao vậy? Nhìn mạng nè. Đó. Rồi. Mạng ơi, đừng có yếu mà mạnh lên cho tao nào. Mạng bị sao vậy nào? Ê. Ây giời. Ui, Thanh đi. Mày nè, đi không nhìn đằng sau rồi cô. Không nhìn đằng sau à? Hả? Không nhìn đằng sau à? Còn mày đứng nhìn lại vậy. Hồ máu à. Tao là tao giết thằng này trước rồi đã. Tao giết nhanh lắm. Lôi quốc hai phát chết mẹ rồi. Mày nè, một hit. Rồi còn thêm một hit nữa thôi là tiêu đồ em nhỏ rồi. Mày này chưa kịp quốc cái gì đó nằm bay trên đây luôn. Úi giời, nhìn cái mặt à. Úi giời, úi nhìn cái mặt ngây thơ, ngây thơ vơ lơ. Tao quốc cho ông phát nè. Tao giết thằng này đi anh em ơi, giết nó đi. Úi, đập nó rồi, nó chết rồi. Chưa kịp làm gì đó. Bất sự hỗ trợ của Curry Blue Crystal với DE luôn. Ui. Nhảy qua. Rồi, qua. Ui. Ơn quá. Mày yếu phải là do. Ra mày. Cái này nó cũng giật nữa nha. Cái này nó cũng giật lắm á. Cái này thực ra nó có lâu rồi. Nhưng mà giờ mình chỉ thích comment. Giờ mình mới review thôi. Lên tới tao quốc chết thằng này luôn. Tao quốc một tiếng nước mày. Dạ. Ui. Á à, cái đồ. Á à, đồ. Đập cái nó anh em. Không cho tao đập à. Hu. Nằm nghe đứng nghe sợ hết đạn đi chứ. Tụi mày giờ tụi mày bắn đi, tao cường chiến cho. Mà quất nó đi anh em, quất nó. Chà rồi, mất giáp, mất tên rồi, đi trốn thôi. Tao chạy, em té đây. Ui, nó lên tận nơi luôn à. Mày lên tận nơi à. What the fuck. Nhắc được hôm tiếp tớ. Nơ mơ cái hôm tiếp tớ. Hôm tiếp tớ mất dạy. Hôm tiếp tớ mất dạy. Ui. Không tiếp tớ mất dạy, tao ghét mày, không tiếp tớ. Úi xời, tao bị giết mày. Không những y tá tàn hình nó đi chuyển chạnh nhờ. Úi xời. Đại mất luôn. Tớ như tao nó bị ngáo ngáo rồi sao. Tớ ngáo rồi em ơi. Nó chích điện. Tội cho thanh niên. Thì cận chiến chết queo luôn rồi. Ui giời, ôi, tao phải cố giết được mày. Mày nè. Cái này hồi máu chút xíu. Lo đứng bắn bên đây, không thèm nhìn bên đây. Ui giời, nó thấy rồi. Thấy rồi, chạy thôi. Chưa kịp review gì hết á. Nhưng mà khẩu đó nó cũng hơi giật. Tụi này cho đi. Mày, tao sẽ đập mày. Đập chết mẹ mày luôn. Yeah. Em té đây. Ui giời. Ui giời ơi. Y tá. Ui giời.
What the fuck, vẫn cuối rồi à? Number L. Ấy. Nó bắt cung mua vừa là cút cút ra thôi. Bố mới đi. Bố mình sẽ lên trên đây luôn. Ok, 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 mày là tơ, ta phải giết mày. Mà sao bắn nãy giờ không trúng viên nào vậy ta? Qua đây thẩm vô coi. Đó, đứng bay. Cho mày ăn trái bơm. Cho mày ăn trái bơm nha. Ôi, chết luôn. Vậy. Tao phải cho mày ăn cái khủng chiến. Mày nè. Mày nè. Rồi chết luôn. Ok, mà vừa vào một cái map mới rồi đây. Vác kia mới chơi có chút hết rồi. Thẩm du thôi. Từ từ thẩm du lại đến. Sẽ ép cậu bé ngu ngơ để trở thành tơ. Mày đéo phải cậu bé ngu ngơ nghe chưa? Chờ mày nhật bắn bao à. Cho mày chết nha. Không phải mình giết à. Hu hu. Sao nó cứ chạy đi đâu thấy méo nào ấy nhờ. Cho mày ăn cái bơm nè. Trúng không? Éo trúng luôn. Ủa trúng mà ta. Ui ui ui. Tao không chơi ngu nha. Bắn xuyên thùng luôn. Ở những cây này nó cũng bắn xuyên thùng ghê. Ui tổ thanh niên, tổ thanh niên. Cover thanh niên nào. Mình thấy thanh niên chết. Và rồi. Má thanh niên lăn ba video giỏi vậy. Vậy thanh chết rồi sao ấy. Nó bắn chết thanh niên. Trời mày chết đi nha cô. Còn những cây này nó cũng mạnh ghê chứ. Lúc đầu tưởng cây này nó... Cây... Lúc đầu tưởng cây này có thể ngắm được. Thế méo này là éo ngắm được. Á dù. Đâu rồi. Hunter nào. Súng luôn anh em. Súng luôn. Đâu mày. Đâu rồi. Mày, mày, đâu rồi. Mày, đâu rồi. Ở cái đâu rồi. Cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết nha cô. Thanh niên có thanh niên. Cho mày một hit mày nằm luôn nha. À, thôi xong, tơ tới rồi, tơ tới rồi. What the fuck, riêng bật cái này. Ui, 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 ui. Rồi chết luôn. Á, à, tự nhiên. Tức cái chút rồi đó. Rồi tiếp trận nào. Còn như mày bật cái này chi vậy không biết nè. Nên mình mới thua vậy. Rồi. Oh yeah. Không biết có ai biết bình đi không ta. Trong này khó bình đi lắm. Ai bình đi gọi là thánh. Nên niên bị đứng im này. Chờ mày chết, chờ mày chết nè. Chờ mày chết nè, chờ mày chết nè. Cho mày chết nè. Chết luôn rồi. Cái thanh niên vẫn cứ, thằng này vẫn cứ thích lên trên đây nó giết vậy ta. Nó gồng rồi, nó gồng rồi. Rồi xong. Quay. Rồi, tơ tơ tơ. Hunter, Hunter, chạy lên sau nào. Úi giời, úi giời, úi giời. Nếu có thằng nào giết tao à? Nếu thằng này giết bố mày à? Cho mày một hit tao mày nằm luôn nha cu. Cho mày một hit nè. Cho mày một hit nha. Lại đây mày. Tao bật cái này lên tao giết mày luôn. Đấy, lại đây. Lại đây. Má thằng này mạnh mày. Kinh mày. Ê, thằng này chết tao. Mày chém bố mày à? Mày chém bố. Có thằng này cháu vậy? Rồi yeah, lại được lên bảng vàng, yeah. Ok. Mình lại được lên bảng vàng rồi chứ. Rồi, mít rồi. Chắc đi lên trên đây thôi.
Ai là thân tôi đây, tìm là tôi đây. Úi xời. Ôi, tôi đây. Chưa kịp kêu nó chạy mất tiêu rồi. Thôi xong. Hên quá. Úi giời. Chạy thôi. Bắt con ngu vừa lờ ra. Thôi khỏi bắt cua nữa. What the fuck? Thôi, em mất giáp rồi anh ơi, thả em đi. Mua ăn cái cần kiến không? Sao nó chém tôi sai vậy? What the fuck, sao mày chém tôi sai? Mày kém bạn tao à? Đâu rồi? Vai. Nó sắp này nó đang ba vi bộ giỏ thế. Kỹ thuật xăng dơ mà. Rồi, Hunter. Thằng này chết rồi nè. Chết có tiêu anh gì nữa. Có để ý cái đây không á? Đúng. Úi giời, còn nhấp nháy rồi. Thấy rồi, mình đang nhấp nháy rồi. Hồi máu chút xíu rồi ra. Ok, và ván cuối. Nói chung cái kiếp mình kiếp làm vô nó cũng khổ ghê chứ. Hu hu. Đổi tầm ngắm nè. Ok. Chỗ này được không ta? Phải chắc chắn thằng y tám mẹ nó rồi. Tám mẹ nó rồi. Ê, tao nè. Mày. What the fuck? Cho mày một hít nè. Mày nè, ít à. Cái thằng này nó kinh vậy. Mày hát à? Kiếm không trúng nó luôn. Thằng này nát à. Kiếm mãi không trúng nó. Nát thiệt rồi. Mày chết à. Ba. Cái thằng này cho mày chết nè, láo bố mày cu. Mày nè, mất giác rồi nha. Mất giác xong mày chết luôn đi nha. Ui giờ công nhận y tá chúng chậm ghê chứ. Kém nó đi anh em, chém nó đi. Mày cái thằng này mày ngu vậy. Cho mày một hit nha cu. Thế ván này mình sẽ nghĩ ra. Nói chung mà không có review được cái này, này. Là cái này nếu bạn vô chơi bạn cũng nhận thôi. Bình viễn. Mình nhận được bình viễn. Cho mày một khích nè. Cho mày một khích nè. Đâu rồi? Giờ... Ủa chết luôn rồi. Hello, đêm. Khỏe không? Khỏe không? Mày nè, thôi, em không có đưa à. Úi. Mày nè. Mày rồi chết. Ok, mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thích video này, bạn nhớ like, share và subscribe để mình cộng đồng làm tiếp đi nha. Ok, bye, fuck you.